coi chồng rồi nha, em còn ít cá này em xả luôn nha. Đó, con này là con Sindawa 7412S nè, nó thiếu đồ nha, nó thiếu đồ mà miếng kẹp một con này, ốc kẹp một con, nó thiếu bình sen con luôn nè, nắp trên luôn nè. Đó, tay cầm chụp giật được con, nó thiếu mấy cái món đó. Thì cái này em bán sát là 150 nha, đó, bán sát nha, 150 là số 1 nha, số 1 150. Cái số 2 là một con Sindawa 7000 năm. Con này thì nó thiếu chụp giật nhưng mà em còn dư một cái chụp giật em cho theo. Đó, dư cái chụp giật em cho theo ha. Thiếu chụp giật. Thì này cái số 2 nha. Số 2 thì em cho theo cái chụp giật rồi thay vào. 300.000 nha. Đó. Cái số 3 này. Cái số 3 thì chụp giật có đây. Mua được có. Con này là tương đối đủ đồ mọi người. Có sao bán vậy nha, không có bao hết nha. Này bán sát em được xả. Cái này là cũng là hàng bãi thôi, em về em còn trả cái buông mỏ gì kiểm tra rồi gì đó. Mà còn dư thì em xả luôn. Con này 300.000 nha, cái số 3, số 3 300.000. Làm thì chốt giúp em nha. Bán sát.